Cô xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉnh sửa một cái cây hải châu. Cây này đó dễ các bạn, nó dáng nó hơi bay bay thôi. Mình đặt cái đổ lại rồi mình thấy là các bạn, này lâu quá rồi, bây giờ là nó có một số nhánh mình bẻ nó lâu các bạn. Nó quay kỹ lại các bạn xem, còn rễ nó ăn cứng ngắt vô mấy cái này luôn, gãy ra cả đá đời luôn. Cái này vô chậu này lâu rồi các bạn, giờ mình cũng để luôn cho đâu biết thay chậu nào đâu. Nè, rễ nó ăn luôn đó. Rễ nó ăn vô cái miếng mủ mình ấy luôn nè các bạn. Đây, kỹ cho các bạn xem nè. Wow, mình sẽ dừng nó lên các bạn. Đây, nó lao nhánh ở chỗ này nè. Đó. Cây nó đổ công các bạn. Đó. Vậy cái đôn này nó thấp quá đi. Do đó bây giờ là mình không có để cái máy quay được. Để các bạn quay cho các bạn xem. Cái nào khuyết kẽm mình tháo bỏ, còn khuyết thì mình dừa lại. Cây sữa có lâu quá mà tháo quả kẽm này nó lâu nè. Sữa thì mình đã định hình rồi, sữa thì nó không có lâu. Quả kẽm này tháo rất là lâu, cây mà nó không có gai đỡ nha, mà nó có gai thôi tháo còn mệt mỏi nó được. Cái này giờ mình không quấn kẽm nữa, mình chỉ bấm dâm tàn, dập tàn thôi. Còn cái nào mình uống lại các bạn, cái nào mình dằn tàn nữa thôi. Cây này nó cũng đủ tàn rồi. Những cái nhánh bây giờ là nó dư ra rồi. Có dư, có thiếu, có đủ tròn hết. Này chắc lật nữa, bẻ nữa quá. Thấy đâu. Chiếu mà sao trẻ đẹp quá, đẹp kém luôn. Mà mua mấy kém kéo nhỏ, kéo nhật rồi cái bén này dễ cắt qua kẽm này các bạn. Gãy này quá, không?
để làm cục giấy. Mình không sao, nhánh đó mình cũng trừ hao hết rồi. Ôi, quá kém chút 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 không, bé này lâu dữ lắm à. Cái kìm này mình làm nó cái kéo cắt luôn các bạn. Đó. Cái kéo cắt tẻm luôn. Giờ là cái nặng này đây, bẻ chứ giờ sao, giờ không có đường nào mà gỡ được cái cuối xuống mà chung xuống mà để bẻ cái nhánh đó các bạn. Mấy cây đổ nó lại vậy đó, phải có đôn cao, ngồi trơ ngồi dưới thấp. Mình không có thì lật ngang luôn, ai bẻ kiểu kỳ cục như mình đâu, lật ngang luôn. Được, được, phải được thôi. Đó, các bạn thấy bẻ kiển ngò lật cái chậu xuống luôn. Bởi vì mình bẻ kìa bẻ kiển này các bạn, nó rất là hao kẽm. Kẽm như mình cắt từ khúc bỏ hết, chứ mình không có lấy lợi các bạn. Mình không có giữ lợi. Cái đọt này để mình tính toán cái con cái thầu này mình bẻ hết.
quá à. Đây, để kiểm cây cục của mình thôi. Lật ngược luôn. Xong. Còn dưới này á, bây giờ mình cắt tỉa các bạn. Đọt dưới này thôi, mình khỏi tỉa đi. Đọt này nó cái nào giật ngược lên thì mình cắt. Tay vẽ kiển để nằm ngang vẽ không vẽ lát hơi luôn. Dừng lại các bạn. Rồi dừng lại. Chỉnh lật cái này quá. Ở trên này thì mình cắt thì nó không sao bạn, mà ở dưới mình cắt nhiều quá nó, tại vì cái đọt nó chuối xuống á là nó rất là dở, nó dưỡng cái tàn rất là khó. Nhưng mà tỉa nhiều quá thì cũng không tốt. Đọt dưới thì mình để từ từ thôi. Từ mình tỉa. Là mình đổ mồ hôi mấy cây này các bạn, không phải dễ ăn ở đâu.
Giờ nó cũng xong rồi các bạn. Mình không có ấy, mình đôn lên cái ghế luôn nè. Để mình quay các bạn, mình chỉnh ở dưới này nè. Dưới này giờ mình không có thể nào mà mình chui với mình cắt ngược lên được. Thôi mình để lên cái đôn này đi. Cái đôn này á, là chắc đôn chồng lên cái ghế. Đó các bạn thấy không? Cây đổ xuống phải làm vậy thôi. Chứ đâu giải quyết được gì. Đó. Cây giờ tạm thời nó cũng xong rồi các bạn. Mình quay hết lại cho các bạn xem. Đây. Sáng giờ mình làm đổ một hồi ạ. Đó, trên quay xuống cho các bạn xem. Dưới quay lên. Cái này mua của La Cà các bạn. Mua lâu cũng rồi. Mua 2 cây. Hình như một cây kia giao lưu rồi. Cái kia trái dữ lắm. Mình có lên clip bán rồi, bán về Sài Gòn. Đó. Quay sợ rớt cái chậu xuống chứ quá. Đó. Uống tàn rau và cây này sao mình cắt mình làm đủ thứ trò rau cây này gỡ từng cọng kẽm luôn rất là cực. Cây này á mình không có đôn, chắc mình sắm cái đôn cao quá để mình đổ mình cây đổ. Giờ không biết làm sao đây. Nó ở dưới quay dưới và lên cho các bạn xem này. Rồi, clip cũng dài các bạn. Mình tạm thời mình dựng clip tại đây. Đó. Kẽm thì tháo hết rồi. Giờ chủ yếu là có trái nữa hay không thôi. Bây giờ dặn một số cọng kẽm các bạn nè, trên này cái đọt nè, cái chủ nè. Đó. Tại vì cái nhánh này nó gãy nè. Đó, cái nhánh ngay cho cái mũi kéo nó gãy nè. Buộc mình phải chỉnh lại cái đọt này. Nếu mà nó không gãy thì mình khỏi chỉnh. Đó. Bị dập rồi nó chết lâu luôn. Đó, cây được bạn quay hết cho bạn xem. Tàn đổ tàn gì thôi. Cỡ nào chơi cũng được. Rồi, mình xin kết thúc clip bạn, bão tới rồi các bạn. Thấy gió dữ lắm rồi đó.